Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em có một cặp bình. Đây là một cặp bình của Cutany. Bình này là khá là sâu đời rồi. Họa tiết vẽ full bình luôn nhé mọi người nhá. Họa tiết vẽ rất là đẹp luôn. Đây. Đó, mẹ bình men dạn. Này em quay cho mọi người xem. Bình này có chiều cao là 46. Chiều cao vào khoảng 46. Nhìn như này đây, chiều cao 46. Chiều cao 46 vòng bụng. Cặp bình này cặp bình hút lọc, vòng bụng nó là 85. Vòng bụng 85. Đây là một chiếc nhá, em để chiếc này bên dưới và em cho chiếc này lên. Đấy. Đây, một cặp y như nhau luôn. Cặp bình Cutany này mà để kiếm được cái cặp này như này thì cực kỳ khó luôn. Đấy, đó, hôm trước em đi em kiếm được cặp này luôn. Họa tiết y như nhau. Nhưng mà theo mắt thường em nhìn thì có vẻ là hai cái bình nó khi người ta làm gốm nó nặn là nó cũng không không được đều nhau tuyệt đối đâu mọi người nhé. Đây, vàng này, cái vàng này, đây là vé vàng nhá, em đo cái này nữa, đo kích thước cái này, cái này cao 45,5, bụng của em này nhỏ hơn một chút mọi người ạ, bụng của em này là 83, 83. Bụng 83. Miệng này. Miệng 14 này. Con này miệng 14 này. Miệng của con này. Miệng con này 14 nhá. Đây chuyện này. Chuyện chữ ký Cutany nhá. Bệnh này khá là lâu đời rồi. Đấy. Chuyện Cutany. Đây. Chuyện Cutany. À, khi người ta ký chữ thì hai cái chữ này một cái chữ to và chữ nhỏ nhưng mà đều y như nhau luôn. Mọi người mà ai mà muốn mua cặp này về thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Mọi người cứ liên hệ với em, nếu mà muốn gửi ảnh nữa thì em gửi thêm cho mọi người ảnh. Đây trên miệng nó vẽ vàng đây. Miệng vẽ vàng. Đấy, em quay bình này nữa. Bình này thì nhìn nó còn mới hơn một chút. Đấy, miệng vẽ vàng. Rất là đẹp luôn. Men dạn theo thời gian. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Ở bên dưới này nó có màu đỏ đặc trưng của dòng gốm Cutany. À, màu bã trầu. Em đặt ở em cho hai này ra đặt ở đây em quay cho mọi người xem một cặp này. Các bạn nhìn đấy, cặp này nó giống nhau không? Y như nhau luôn. Bữa nào nếu mà muốn sưu tầm nó về thì cứ liên hệ với em nhá. Thôi em xin chào tất cả mọi người nhá.